vâng thưa quý vị phía cảm ơn quý vị và chúng ta trở lại câu chuyện với nhà, nhà văn khánh lan chị ạ à, cái câu chuyện đó là chỉ là cái câu chuyện vấn tắc để mình nói là cái người mà mới bắt đầu sang hoa kỳ thì khổ đủ thứ chuyện hết nhưng mà bây giờ trở lại với chị cái cuộc sống của chị đó nó đã thay đổi như thế nào à, sau khi chị vào trường và sau khi chị tốt nghiệp vâng thưa chị và quý khán giả là khi khánh lan sống với bà bảo trợ 3 năm và đi học một cái trường nó chỉ là một cái college uh, community college thôi thì uh, lúc đó mình cũng chưa biết cái hệ thống của trường học nó như thế nào và khi gặp ông counselor thì ông hỏi là thế 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 em muốn cái gì thì Khánh Lan bảo chứ tôi chẳng biết tôi muốn cái gì cả nhưng mà tôi muốn làm ngân hàng tại vì chị biết là ở Việt à. Nam là ngân hàng là trời ơi sướng lắm rồi bà chị đi du học về làm ngân hàng làm phó giám đốc rồi cái trời ơi làm stream để làm nhân viên của ngân hàng nhưng mà mình cũng chẳng biết cái hệ thống đó là mình phải làm cái gì nhưng mà nói với ông ta là tôi chỉ thích làm ngân hàng thôi thì ông bảo thế thì tốt tôi sẽ um, chỉ cho em lấy cái major là 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 là, là về accounting. Accounting hay ừ, finance. Ừ finance hoặc là accounting thì mình nói là thôi mình thích accounting hơn tại vì uh, thứ nhất là toán thì ai cũng giỏi cả. Thành ra mình nghĩ là cái con số nó dễ dàng hơn là mình phải đọc những cái uh, lý thuyết, những cái chương trình học thế này thế kia, chữ thì rất là khó. Thì khi uh, lăn ra trường được 2 năm ở đó và um, cái major là cái accounting thì uh, khi ra trường rồi thì Lan chuyển lên đại học 4 năm để học xong thì uh, học thì ra trường là cái major cao accounting xong ở, ở Sacramento chuyển lên Sacramento học rồi Lan mới ra trường thì Lan mới uh, chuyển về uh, LA tại vì bà chị thì gia đình bà chị ở LA thành ra lúc nào chị cũng muốn là anh chị có chỉ có ba chị em thì đã muốn là ở gần chị thì uh, lan chuyển về đó và lan xin làm việc ở ngân hàng và rồi uh, lấy chồng rồi ừ. lấy chồng thì uh, lan làm cho uh, rồi làm ngân hàng một thời gian lan thấy Ủa sao trả rẻ tiền quá thì uh, <laughs> vâng thì lan có một cô bạn cô cũng làm ở ngân hàng thì cô mới nói chứ uh, ngày hôm đó cô nói là cái farewell party của cô ta và cô ta nói rằng uh, uh, cô ta đi làm chỗ khác thì mình cũng khờ khảo mình hỏi mình hỏi chứ làm chỗ khác là chỗ nào vâng thì cô ta bảo là làm cho chính phủ thì mình mới hỏi là chính phủ là cái gì và thế nào thì cô nói chỗ này này đi cứ đi thi là đi là đi do thế nào là chị đổi qua cái ngành học khác về tâm lý à, làm cho chính phủ 10 năm sau và mình à, thấy không có hợp với mình thì mình mới à, đổi mình đi trở học trở lại mình đi học trở lại vẫn rất là cực khổ vừa đi học vừa đi làm học về xã hội học không mình học về uh, nó kêu là uh, nó kêu là marriage and uh, marriage and family therapist thì uh, mình mới chọn cái ngành đó tại vì mình nghĩ là mình thích uh, ừ. làm việc mới và cái kết quả khi mà chị về... à. uh, cái lý do vì sao mà chị lại chọn cái ngành đó tại vì mình thích giúp đỡ người mọi người và à, mình thấy thích. là ở đây cái cái cuộc sống hôn nhân người ta nó bấp bênh đúng không? À, lúc đó thì chắc cũng chưa biết đâu, nhiều đâu. <laughs> Nhưng mà mình thấy là mình đọc cái, cái 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 chương trình của nó và mình thấy hay. Thấy mình thấy thú. hay là ừ. bởi vì nó phân tích dự kiện, nó phân tích tâm lý của người ta và mình thì mình rất là muốn phân tích tâm lý. Vậy thì thế năm hỏi chị câu là ở Việt Nam chị học về cái gì? Ồ ở Việt Nam thì mình còn ở chương trình Trung học. Ờ, đó thành ra à, mới đậu xong thứ tài hai thôi mà lý thì do là sao mà chị lại chọn chỉ chọn cái ngành này mà lý do như thế nào mà trở thành nhà văn lý do trở thành nhà văn thì nó lại là một cái duyên mình cho là một cái duyên tại vì à, lúc còn nhỏ thì mình cũng thích viết văn nhưng mà chỉ đăng bích báo hoặc là viết một câu chuyện ngắn đã này kia thôi chứ ở việt nam mình không có cái cơ hội để mình với lại còn nhỏ quá thì mình cũng không thể nào mà uh, trở thành nhà văn được và chưa có được ai luyện tập nhưng mà đến qua bên đây thì mình lo học hành rồi lo tương lai này kia mình cũng không để ý và cái công việc của mình cũng rất khá bận rộn và rất là căng thẳng thành ra mình cũng không nghĩ tới đó uh, mình lại có thêm một cái tật là hay thích vũ thích múa thì mình hay cho những cái nhóm múa đó thì nhưng mà năm 2018 thì mình quyết định retire oh. <laughs> mình ở mình về hưu thì anh nhà văn Việt Hải là bạn với chồng mình ở bên Việt Nam ở đại học Kinh Thương Minh Đức Sài Gòn thì gặp anh thường xuyên anh cứ rủ vô nhóm của anh nhưng mà lan nói là lăn bận quá lăn không thể nào uh, vô được nhưng mà 2018 thì anh nói là thôi bây giờ em retire rồi thì em vào làm việc uh, như là giúp anh một tay thì lan mới nhảy vào nhưng cũng không muốn uh, viết văn liền là tại chỉ muốn múa thôi thì lan làm trưởng nhóm múa của cái nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian nhưng mà một cái duyên lan nói là một cái duyên bởi vì khi mà covid 19 xuất hiện thì uh, bùng nổ lên thì uh, chả biết làm cái gì cả và anh hải nói là anh thế lan có khiếu uh, viết văn tại sao em không viết văn thử xem thì lan mới viết thử cho anh coi thì cái quyển đầu tiên mà anh uh, nói lan là nên viết là cái gì là uh, uh, về uh, những cái giải nobel 10 ừ. uh, mười tác giả uh, lãnh giải nobel mà nổi tiếng chẳng hạn như là ông uh, uh, À, chẳng hạn Alexander Duns um, Junior rồi như là những là, 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 là những cái tác phẩm rất là nổi tiếng cái, Chỉ lấy những cái tư liệu của những tác giả đó để mà chị cô đọc lại để thành một cái một cái cuốn sách biên khảo về những tác phẩm những tác giả này. À mình mình khi mà biên khảo tức là gì? Biên khảo và phê bình là mình phê bình những cái cái chuyện ở trong đó và mình chi tiết những cái chuyện đó thì nó uh -huh. hơi phức tạp và mình anh Hải chuyên lan như là dạy lan rất nhiều cách như thế nào để đọc một tác phẩm. Thì lúc đầu lăn chăm lắm. Để phê bình một tác phẩm hoặc là bình luận một tác phẩm thì mình phải đọc cái tác phẩm đó và nếu những cái tác phẩm đó có những cái phim mình coi những cái phim đó à, mình đọc, mình đọc cả tài liệu Mỹ lẫn tài liệu Việt để mình coi coi ai nói đúng. Nhưng mà Lan biết chắc chắn là tài liệu của 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 chính người Mỹ thì nó đúng hơn là của người Việt mình. Là. Tại vì người Việt mình hay thay đổi đi. Ừ. Thì anh từ đó và Lan bắt đầu viết văn uh, năm 2019 thì Lan viết rất nhanh đến nỗi mà anh Hải cũng sợ luôn mà. Thì trong vòng 2 năm Lan viết xong 4 quyển sách. Và trong vòng 3 năm Lan viết xong 6 quyển sách. Đó. thì càng ngày anh lại um, Lan thì Lan thích là tình cảm xã hội chuyện ngắn trinh thám hơn nhưng mà anh thì anh không thích như vậy anh bảo chị em đừng có đi vô cái lĩnh vực đó thường lắm <laughs> phải vô lĩnh vực biên khảo hoặc cái như này thì anh anh bắt đầu chuyển Lan qua và cái chính của Lan mà Lan rất là thích viết là cái phân tâm học tại vì đó là cái, cái ngành của Lan cái ngành cũng... nó viết rất dễ và Lan có thể nhìn một dữ kiện Lan có thể viết được nhưng mà cái Tam giáo đồng nguyên là một cái quyển rất là khó về tôn giáo mà Lan lại uh, là người Công giáo thành nhưng mà anh lại nói là uh, anh Hải lại nói là người Công giáo mà viết về uh, đạo Phật giáo và Nho giáo và Lão giáo thì nó, nó hay lắm thì em bắt, bắt đầu Lan mới bắt đầu học hỏi và đọc vâng. sách đó vâng thưa quý vị uh theo như chị khánh lan nói như vậy nó trình bày về cái vấn đề tại sao chị đi đến với văn chương thì chúng ta cũng thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn nó có nhiều cái biến động và nó có nhiều cái thay đổi và những cái biến động và thay đổi đó nó khiến cho chúng ta chợt nghĩ ra là mình tại sao mình không làm thế này và tại sao mình không làm thế kia thế nhưng mà những cái gì mà mình thấy được trong đời sống của mình nó chính là những cái kết quả để đưa tới cho chúng ta một cái con đường và cái con đường đó là cái con đường mà chị khánh lan nhìn thấy ngày hôm nay tức là yêu văn chương và viết mặc dù có thể nói nó không phải là cái sở trường khi chị còn trẻ nhưng từ cái sự yêu thích và từ cái hiếu thắng cũng như là cái sự mà muốn đạt được cái mục đích cái thì chúng ta mơ, đó, là những ước cái ước mơ mạng. là mình sẽ thành mình sẽ đạt được những cái gì mình làm được vì nếu mà chúng ta muốn làm một cái điều gì trước hết là chúng ta phải định hướng mình muốn cái gì và cái thứ hai là mình phải có cái ước mơ và cái thứ ba là mình phải có cái sự kiên định, phải làm được. Người Pháp người ta nói mà Phiến đang hay nói cái câu này, mình không biết mình nói đúng không, người ta bảo là vua dạ. la chị muốn là chị sẽ làm được. Nếu chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ không làm được. Dạ. Cho nên thưa quý vị, đó là những gì mà nó sinh ra, nó hình thành là một nữ văn sĩ với cái tên Khánh Lan. Ngày xưa Phiến đang cũng rất thích viết và viết rất nhiều, nhưng chưa bao giờ ước mơ mình sẽ trở thành văn sĩ. Mình chỉ có ước mơ một cái duy nhất là làm báo chí, là một ký giả và mình đã đi trên con đường đó. Và ngày hôm nay mình không có cái tên thật là lớn là một ký giả thực thụ với những cái dòng chính, nhưng mà mình cũng đã đi vào truyền thông và mình đạt được cái ước mơ, tức là mình sẽ truyền tải những cái gì mình muốn đưa cho quần chúng người ta nhìn đúng, thấy đúng, đó đúng. là cái điều mà mình có thể làm được thưa quý vị phía nam tạm ngừng trong giây lát và trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở bảo trợ cho đài cảm ơn quý vị đúng.